Tiếp theo hôm nay em chào đón quý vị đến với một dòng loa karaoke. Trước mắt quý vị đây là đôi loa karaoke TS Audio. Đôi loa karaoke TS Audio này được thiết kế với lại một bát 25 từ kép, một tép còi, có công suất 800W một đôi loa này, trở kháng 8 ohm. Độ nhạy của đôi loa này là 93 dB. Mức giá của đôi loa này có mức giá là 4 triệu 8. Và các quý vị là những đôi loa karaoke mà có tép còi như này thì nó cho cái giải đẹp rất là sáng. Để nó rõ hơn thì mời quý vị đi vào cái bảng test luôn. Em sẽ test một đoạn hát, sau đó là sẽ mở cho các quý vị nghe thử nhạc, trên cái dòng loa karaoke hàng bãi như thế này, xem quý vị xem chất âm của nó có tốt không. Em đang test nó ở căn phòng của nhà em, nó khá là rộng nên là nó sẽ bị đuối bát. Nó vì cái phòng này của em nó trên 90m² rồi nên nó quá rộng, nó sẽ đuối bát so với những căn phòng có những đôi loa này tầm khoảng độ phòng tầm 40m² đổ lại. Quý vị dùng không cần súp, còn nếu mà phòng to quá thì quý vị nên có súp để hỗ trợ cho loa. Thứ nhất là đỡ hại loa, bởi vì là khi mà cái phòng quá rộng thì quý vị để nó cõng bắt nó cõng nhiều quá thì bao giờ thì thôi, mồm nó bé, nó bắt nó hét to nó khó lắm. Với mức giá 4 triệu 8 thì nói luôn là mức giá quá nhẹ nhàng với một đôi loa bãi như này. Mời quý vị đến với bản test luôn. Hôm nay em mời quý vị đến với karaoke trước. Nên quý vị nghe thấy cái tiếng tép của nó rất là sáng, cực kỳ sáng luôn.
đô la này có mức giá 4 triệu 8, công suất 800W đô la này. Rồi đây qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọn quê hương. Ngày đó tay em dài, buôn cuộc tình thân đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Tìm lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hái đem cho bạn. Quý vị chỉ cần làm duy nhất một đôi loa này, một chiếc đi với căn phòng tầm dưới 40m², không cần phải giúp gì cả, nó đánh là khá tốt rồi. Hôm nay em bỏ phòng này nó hơi rộng nên cái tiếng bát của nó rất đuối. Hôm nay mời quý vị nào đến với lại test nhạc. Em sẽ test thử cho quý vị khoảng độ 2 đến 3 thể loại nhạc, cả nhạc mạnh, cả nhà mạnh lẫn nhà nhẹ. Làm thơ tình hai, anh sẽ gom mây kết tình lâu dài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta. Tình tú trời cao thành vương miền sang, khát lễ đăng quang vũ trụ thắp đèn. Hoàng hậu về áo sang quyền quý, đẹp nụ cười muốn vương vừa đi. Và lâu nay mang tên tình ấy, đón hai đứa chúng ta. Em ơi đâu đây tình ái đó, chắc không có trên trời cao. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắc đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi đâu đây tình ái đó, sáng trong ánh tinh cầu xa xa. Cho đến cho dù nghìn năm qua, còn vẫn vương đôi hồng. Anh kết lâu hóa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Thì lâu lại mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta. Em xin chuyển test nhạc cho quý Thank you.
Quý vị nào có nhu cầu cần biết chi tiết hơn thì đã có clip em khui hàng lột đồ của em làm ra rồi. Quý vị nào cần chi tiết thì liên hệ em sẽ gửi clip tháo củ loa rồi phân tần tất cả chuẩn bị xem. Đã có clip rồi, clip này em chỉ test
hát để cho quý vị nghe cảm nhận về chất âm của đôi loa này, karaoke này. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào clip sau.